Ui, có hộp bị dừng tạo đến rồi, ta ra đến hả? Ta ra, có chuyện gì vậy? À, tới rồi đây. Thì anh ngươi là Tara hả? Đây chính là ngươi là Rách đi đúng không? Đây là hất kỳ mà đã tạo ra được hất kỳ nhân tạo đó Rách đi. Như vậy. Ồ, rồi tên kia chính là kẻ đã gây ra những cái con hất kỳ ba tay suốt thời gian vừa qua đúng không? Đúng rồi, chính là hắn đó. Nó chính là ba của con nhỏ Kitty Mazda. Nó đến đây để trả thù. Được rồi, bây giờ ông Rách đi kia. Tôi thấy chỗ này có vẻ không an toàn. Ông hãy đưa người thân con đi chỗ khác đi để tôi lo cho. Đúng rồi đó. Tôi thấy gia đình của ông mà có chuyện gì nữa thì lại mất công lắm hết Rách đi. Đặt rối nữa rồi. Được rồi, tao dắt vợ với lại con của ta đi ra chỗ khác kìa đã. Được rồi, tao ra. Bây giờ trông cậy vào ông nha. Mày quá, hất kỳ nhân tạo này cũng là 50% sức mạnh của hất kỳ tối thượng. Dù gì nó cũng cầm chân cũng khá khá đó. Có lên, không biết hất kỳ nhân tạo này có thể đánh bại được con này không nữa. Mày ta sẽ cho hất kỳ nhân tạo của mày trở thành đống sạch dụng. Tiêu diệt cái đây, tiêu diệt cái đây. Hất kỳ nhân tạo vẫn đang cầm cự rất là tốt. Ta ra, không biết là hất kỳ nhân tạo của ông sức mạnh nó thật sự là mạnh không vậy? Như là phải mạnh rồi. Ta lấy nó từ ADN của hất kỳ tối thượng mà. Ồ, lấy từ ADN của hất kỳ tối thượng hả? Chắc là mạnh lắm. Được rồi, để tôi vô coi Rách đi sao đã. Hay. Rồi, đi. Phải vào trong coi thử tình hình của Rách đi như nào đã các bạn ơi. Nhanh lên, vào trong thôi. Có chuyện gì bên ngoài vậy anh? Ôi, bên trong người ta đang nói chuyện. Đi thôi, không còn thời gian đâu. Sao rồi, Rách đi, Rách đi. Trời ơi, tại tôi đang kêu mẹ con chuẩn bị đi hết nè. Chuẩn bị đi cô Kelly ơi, bên ngoài không ổn thiệt rồi. Hả, có chuyện gì vậy? Cha của con nhỏ Kitty Mazda đến để báo thù. Và nghe nói là Rách đi hiểu ông đó lắm nè. Sức mạnh ông đó kinh khủng lắm. Con muốn biết nữa cô ơi. Hả? Còn mạnh hơn anh nữa. Có chuyện như vậy luôn hả? Rồi mọi chuyện căng lắm rồi. Bây giờ chuẩn bị đi 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 Billy, chọn đồ đi mày ơi. Được rồi, đi nhanh thôi nào mọi người. Ngồi mà ghé đi. Nếu mà có chuyện gì á là nhóc phải nhớ dịch chuyển đi liền nha. Ủa Rách đi, nhưng mà khoan ra đã. Không biết là chúng ta định nên đi đâu chưa? Ôi, ta cũng không biết đi đâu nữa. Nói chung là cứ đi xa khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Thôi được rồi, nhớ đi thì nhớ giữ lại liên lạc nha. Có gì tôi gọi ông để tìm thêm đó. Rồi, thôi, đi thôi. Đi thôi mọi người, nhanh lên. Vậy đâu vậy bà? Ta sẽ đi một nơi xa con. Rách đi. Ông lén ông nhảy xuống đường dưới đi, hình như bọn họ đang đánh nhau ở đằng kia đó. Nhảy xuống đây đi. Rồi, xuống đây con. Xuống dưới đi mọi người. Đi thôi. Hãy dẫn gia đình ông đi. Ủa? Hướng này nè. Dạ ông rồi. Được rồi, nhanh lên. Hãy cố gắng đi đến nơi nào an toàn nha Rách đi. Được rồi, ta sẽ chạy tới một nơi xa nhất có thể. Lên cô ơi. Cố gắng giữ cho vợ con ông an toàn rồi quay trở lại được thì quay trở lại để chúng ta chiến đấu với lại con quái vật này nha. Ừ, được rồi. Cảm ơn con nhiều nha. Có vẻ như là tôi thấy là nó rất là cay ông đó. Tại con nhỏ Kitty Mazda đó thôi. Ui, nhanh lên. Ơi, theo con. Bây giờ nên đi hướng nào của ai ta? Không biết có hướng ghi nào giúp chúng ta trong cái chuyện này không nữa. Chứ bây giờ tôi sợ ông đi. Bây giờ ai không có liên quan tới đại chiến hất kỳ này đây ta? Trời ơi, tôi biết rồi. Theo tôi. Tôi có một nơi có thể không biết nhờ được không, nhưng mà tôi quen biết được một hất kỳ này không có liên quan tới đại chiến hất kỳ lần trước. Biết đâu là hất kỳ này sẽ giúp tụi mình trong cái việc mà cho ông ở nhờ đó. Nhanh lên. Rồi dẫn ta đi. Hay ta nhanh lên. Bây giờ không biết là hất kỳ nhân tạo với lại ta ra đây có chuyện gì nữa, nhưng mà thôi, đi lẹ lên. Nhanh lên mọi người. Theo tôi. Rồi đi nè. Hất kỳ này ở một cái nơi gọi là lạnh giá xíu nha. Nên mọi người chịu lạnh được không? Ta nghĩ vợ ta với lại con của ta thì chịu được, nhưng mà ta thì không chịu được. Thì ta hất kỳ băng, trời lửa mà không chịu được băng, ông đốt lửa lên sưởi ấm đi ông nội. Ta là lửa chứ vợ ta là chịu được đó. Trời ơi, nó là lửa, nó là băng chứ đâu phải là nó là nước đâu mà ông sợ vậy? Đi, nhanh lên, lửa là hơn nước mà. Đi nhanh lên. Nó là băng chứ không phải là nước. Nước mới dập lửa nhưng mà lửa là băng chảy mà. Mệt quá, đi lẹ đi, trời ta không muốn. Trời ơi, định lực của ông ngộ quá. Thôi đi lẹ đi. Thôi không biết những người kia đánh nhau như thế nào rồi. Thôi lo cho cái việc Rách đi trước đi mấy bạn ơi. Mình lo trong được gia đình Rách đi đã, giờ mới tính tới cái chuyện kia. Không biết là bên kia họ đang đánh nhau căng thẳng như thế nào nữa. Hất kỳ tối thượng nhân tạo kia là cũng có sức mạnh giống như là hất kỳ tối thượng. Chắc là tôi nghĩ cầm chân được đó Rách đi. Ta nghĩ chỉ cầm chân được một lúc mà thôi. Mà chịu khó đi nha, xa lắm á. Nè Hi Ha nè, chuyện này có ra sao á thì con nhớ phải bảo vệ Teddy với lại Billy nghe chưa? Trời ơi, con luôn bảo vệ hết tất cả luôn á, không bảo vệ ai ở đâu, không có riêng ai đâu. Nhanh lên theo con. Trời ơi, con luôn muốn thế giới hất kỳ này không có thảm họa gì hết mà không hiểu sao nó cứ ra hoài. Mệt mỏi thiệt chứ. Nhanh lên ra đi ơi. Theo tôi. Có một hướng hơi xa xíu, cái nhà của bà đó xa lắm. Nhanh lên theo tôi. Vô nè mọi người ơi, nhanh lên. Vào đây. Đâu vậy? Máy công lên này, máy công. Tới rồi. Đây lạnh. Đó, đây chính là nhà của hất kỳ mà chúng ta cần tới nè. Đây là một chỗ mới sao, biết đó. Thì sao biết được? Đây là hất kỳ thế hệ thứ 3 lận. Theo tôi. Trời ơi. Hất kỳ gì đây? Đây chính là hất kỳ băng giá.
Sally Wally. Thì Sally Wally này bật nhỏ tuổi chứ không có lớn tuổi như tôi đâu. Ông đừng có lo. Nhanh lên, nhanh lên. À, được rồi, tôi tin tưởng hơn người đó. Sally Wally. Ủa, sao dắt mấy người lạ qua nhà tôi làm gì vậy? Đây chính là gia đình của Raddy. Bạn có giờ nghe tên tới này chưa? Raddy, Billy, Kelly với lại Daddy nè. Nhà của bọn họ đang bị tấn công, nên bọn họ thì có cả gia đình lận, nên Daddy phải buộc dẫn gia đình của họ, của ổng, ông của ổng đi đến một nơi khác để cho nó an toàn hơn đó Sally ơi. Mà lần này á, chính là ba cái lần trước bà có nhớ là bà qua cứu cái làng tôi bởi con quái Husky với lại Kissy mà ba tay mắt tím không? Thì đó là của cái con Husky mà chuẩn bị tấn công nè. Đó chính là ba của con nhỏ Kitty đó đến để trả thù. À, thì ra là vậy hả? Được rồi, nhưng mà mọi người cần giúp đỡ thì mời cứ vô nhà tôi đi. Rồi, yeah, vào đây được rồi kìa mọi người ơi. Vào đây. Rồi, cảm ơn người Sally Wally. Dạ, không có gì đâu chú. Tại vì hiện tại chỉ có bà là không có dính díu gì tới con nhỏ Kitty Mazda hết. Tôi nghĩ là hắn ta sẽ không đến đây để tìm bà, nên tôi mới dẫn mấy người này qua đây nè. Được rồi, nếu tôi giúp được là tôi sẽ giúp mà. Yên tâm, đi vô nhà đi mọi người. Vào đi. Bây giờ lo cho gia đình ông vậy là khỏe rồi đó. Thì bây giờ về cái chuyện của cha của Kitty Mazda thì sao đây? Ta cũng không biết phải làm sao đến đây nè. Hắn ta đã bắt đầu chiến đấu rồi. Bây giờ hay gọi là gì đây ta? Làm cách nào để có thể đánh bại được nó bây giờ? Khó quá vậy trời. Mà thôi, được rồi, cảm ơn Sally nhiều nha. Thôi Daddy ở này coi cho vợ con đi. Có chuyện gì tôi sẽ qua kiếm ông. Có gì nhớ nhắc ta liền nha. Được rồi, cảm ơn Sally nhiều nha Sally. Không có gì hết mà. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ hoành lại cái nhà của Daddy để coi thử coi Husky nhân tạo với lại Tara đang làm gì với lại cái tên cha của cái tên mà Tara Mazda đó các bạn. Trời ơi, Kata Mazda gì đó. Thôi khó nhớ thì cái tên này chứ. Thôi nhanh lên. Mong là Husky nhân tạo vẫn còn cầm cự được. Nhanh lên thôi. Ui, bọn họ vẫn còn đánh nhau kìa. Nhóm này là nhóm mà lúc trước đã từng sát cánh dùng với con gái ta mà sao giờ lại quanh cái bên này rồi. Husky nhân tạo của ta đã bị cái con nhóc đó lừa, tụi ta không có làm mấy cái chuyện dơ bẩn đó. Ấy vậy, tụi nó chỉ đi chuyện dơ bẩn sao? Ta là một tiến sĩ tài ba, nhà khoa học tài ba, ta chỉ làm những việc tốt thôi. Chỉ có con Kitty Mazda nó lừa ta nên ta mới làm chuyện đó. Bọn họ còn đánh nhau hả? Cả ta sao rồi? À, hai người vẫn đang đánh nhau trong kia kìa, vẫn chưa biết thắng bại ra sao. Ôi, nhưng mà có ông cầm chân rồi cũng mạnh á. Husky nhân tạo của ông có vẻ mạnh thiệt. Với lại gia đình của Daddy tôi đã cho họ đi chỗ khác hết rồi. Vậy thì ổn, bây giờ để xem hai người kia đánh nhau ra sao đây. Cố lên nào, Husky nhân tạo ta có thể chiến thắng. Ai người dám đem Husky nhân tạo đối đầu với ta sao đó? Sai lầm của người rồi. Một sai lầm. Đây là sai lầm. Husky nhân tạo ông bật chế độ nó mạnh hơn đi hay sao đi? Chết rồi. Mạnh nhất rồi. Ui, tụi nó vừa đánh vừa thả mấy cục chân châu ra trời. Cái này thì cái chỗ này nó sẽ nổ tung mất. Mày lại thêm một lần nữa rồi. Lần trước là nhà Daddy biết bao nhiêu trận là nhà Daddy phải chịu ảnh hưởng nhiều lắm rồi đó. Bây giờ bọn họ lại tiếp tục đánh nhau nữa kìa. Không biết ra sao đây. Mày để tới gần thử xem sao. Bọn họ vẫn còn chơi chưa đánh nhau ì xèo kìa. Bây giờ không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa. Cố lên Husky nhân tạo ơi, ngươi sẽ làm được mà. Ngươi có thể làm được mà. Ui, cái con kia nó giống như là ác ma vậy đó. Những cái chiêu bóng tím gì của nó ghê quá à. Đúng là cha của Kitty Mazda mà. Ai, nghe nói là sức mạnh nó mạnh lắm đó nha Tara. Không sao đâu, Husky nhân tạo của ta cũng mạnh mà. Ui, trời ơi. Cố lên nào Husky nhân tạo. Đứng anh có chứ vậy. Cố lên Husky nhân tạo. Làm được. Thằng này yếu rồi, nó chỉ mạnh hơn Daddy thôi à. Tiêu diệt nó đi. Ui, nhưng mà nó vẫn cứ kinh khủng lắm mấy bạn ơi. Sao tôi thấy nó xài chiêu ui ôi quá trời luôn kìa. Nó xuống này nó nổ nè. Đừng để thua nha Husky nhân tạo. Ôi, tính ra cái con Husky nhân tạo này nó cũng rất là mạnh luôn mấy bạn ơi. Bởi vì cái sức công phá của nó tôi thấy là cũng gần giống như là Husky tối thượng vậy đó. Nếu mà chỉ cần Husky nhân tạo mà đánh bại được, chứng tỏ là con Husky nhân tạo này nó mạnh lắm luôn rồi đó. Đáp xuống dưới đánh lộn luôn. Chơi đó đó. Ui dồi ôi. Trận chiến càng ngày. Đèn bay lên kìa. Xử nó Husky nhân tạo. Đúng rồi. Ui, trời ơi, đánh chung cái gì hết trời. Cố lên. Trời ơi, đúng là Husky nhân tạo bạn ơi. Đúng rồi, nó chỉ tới nhân tạo. Tôi thấy nó đánh không có ăn nhập gì vậy. Tiêu diệt nó chứ. Đúng rồi. Tôi khá đó. Ui, căng thẳng quá vậy. Không biết kiểu này có đánh bại được cái tên này không nữa. Nhìn tên này có vẻ mạnh quá. Cố lên nào. Ui dồi ôi, kinh khủng quá trời luôn vậy. Giờ biết bên nào sẽ thắng đây. Ôi, tôi thấy Husky nhân tạo mà làm khó được ông này như vậy thì chỉ Husky tối thượng thì sẽ như nào trời. Chắc là đánh bại được á. Vậy là tên này cũng không quá gì đáng lo cho lắm.
như vậy hứa kỳ nhân tạo của ta có thể tiêu diệt hắn được rồi, không sao đâu. Ok, tôi sẽ tin tưởng vào hứa kỳ nhân tạo của ông. Có lên nhau, hứa kỳ nhân tạo. Cái tiếng của cái tên này nghe khó nhất cả đầu luôn mấy bạn ơi. Nghe cứ ghê ghê, kinh khủng vậy cái gì á. Ui dồi, mưa mấy cái cục gì quá trời luôn, có nổ trời ơi má ơi luôn. Các bạn coi kìa, nó quăng bố nó xua nó luôn kìa. Có lên hứa kỳ nhân tạo. Giờ ơi, tao trêu đùa vậy tụi bay thôi. Tụi bay cứ tưởng tụi bay mạnh nè. Lần này kết thúc thật rồi. Mà sao? Hả? Chơi đùa, nó nói là nãy giờ nó chỉ mới chơi đùa thôi. Ui Ây sao à? Ôi, hất kia nhân tạo. Gì vậy? Nó rớt rồi. Nó rơi rồi, hất kia nhân tạo. Lần này chết đi nè. Kia của ta, có chuyện gì vậy? Không ổn rồi, đi thôi. Hứa kỳ nhân tạo không còn rồi. Chạy lên, chạy khỏi đây, nhiều khi nó tấn công luôn ta. Nhảy lên, đỡ tôi với. Hay chết rồi, vậy giờ hứa kỳ nhân tạo thì sao? Ta sẽ sửa nó sau, nhưng mà bây giờ chúng ta phải chạy trước đi. Đúng, dù gì nó cũng không phải là một mạng, chỉ là một con robot thôi. Lẹ. Cái gì vậy? Bây giờ hắn chỉ chơi đùa thôi, sao ta tưởng là sức mạnh của hắn rồi chứ. Nó vừa nói là nãy giờ nó chơi đùa thôi, xong rồi bây giờ nó chơi một phát là con hứa kỳ nhân tạo mất tiêu luôn, bay màu luôn các bạn ơi. Trời ơi. Thật gì? Còn nó mạnh hơn ta tưởng. Nó mạnh như vậy thì phải làm gì bây giờ ta đã? Ta không biết nữa, bây giờ cứ chạy trốn trước đi. Thôi chạy nhanh với vậy không nổi, chạy từ từ đợi tôi với. Xuống đây đi, nếu mà trong chuyện này những cái hứa kỳ khác sẽ từng dần thì bị đánh bại hết luôn á. Hứa kỳ nhân tạo mà không làm gì được, mà mấy hứa kỳ kia mà nếu không kết hợp thành hứa kỳ tối thượng thì sao đánh lại ai? Vậy vậy, bây giờ hứa kỳ nhân tạo của ta là mạnh nhất, ta đang để chế độ mạnh nhất rồi đó. Cái gì trời, ông nội đó, mạnh đến kinh khủng như vậy luôn á. Rồi ban đầu tôi tưởng rách đi nói ông mạnh chỉ là mạnh bình thường thôi, không đến nỗi là phải như hứa kỳ như tối thượng. Nhưng mà thật sự con này nó kinh khủng quá à. Ta cũng chưa gặp hắn bao giờ, ta không ngờ sức mạnh của hắn lại lớn như vậy. Ôi, con này nghe nói là nó thấp thụ của một tên quỷ gì rồi đó, một vị thần gì á, nghe hôm bữa nghe Daddy nói gì á, nên sức mạnh của nó mới kinh khủng đến như vậy. Con vị thần. Nhưng mà bây giờ làm sao để đối phó với nó đây? Đúng rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn niềm hy vọng cuối cùng nữa chính là con hứa kỳ tối thượng thôi à. Tôi không biết những hứa kỳ tối thượng tiếp theo là có thể đánh bại được hay không nữa, nhưng mà kỳ này căng thẳng thật sự rồi đó. Cái này có vẻ căng rồi, bây giờ phải kiếm cách để đem con kia về sửa nữa. Ê, hoành lại coi thử sao không? Được rồi, đi thôi. Cái tên đó quả nhiên là mạnh thiệt chứ. Chết đi nè. Ủa, tụi mày đã bỏ chạy hết rồi sao? Ai, lần này sẽ không có ai có thể đánh bại được ta đâu. Thế giới này ta sẽ diệt vong tất cả. Thôi, ta đi đây. Nhanh lên, ta ra ơi, nhanh lên. Rồi. Đây, ta đang tới đây. Ui, hắn đi rồi. Ui, còn thấy hứa kỳ nhân tạo kìa. Nhanh lên. Hứa kỳ nhân tạo, có sao không? Rồi, hắn nằm một đống luôn rồi. Bất tỉnh rồi. Thôi, để ta đem nó về sửa đây. Thôi, con này kinh khủng thiệt chứ. Hay là reset cho nó bay về đi. Được rồi, để ta chỉnh cho nó tự động bay về đây. Về sau đó phục hồi lại nha. Rồi. Ủa, bay nằm vậy luôn hả? Nó đang bị thương mà. Dạ, tự bay về nhà ông luôn. Đúng rồi, bây giờ chỉ có cái cánh hoạt động thôi, còn lại cơ thể nó chết rồi. Thôi, cái kiểu này kinh khủng quá vậy. Vậy cách nào chúng ta có thể đánh bại được nó bây giờ đây? Bây giờ có ông là thông minh, bây giờ chỉ nói chuyện với ông được để suy nghĩ cách thôi. Nhưng mà ông là người có thể chế tạo ra được mọi thứ à? Đúng vậy, gần như là mọi thứ. Tôi đang có một cái vấn đề này, tôi hỏi ông thử. Thì nói đi. Ông có thể nào hay không biết có nên không nữa. Không, tôi có một hức ghi sức mạnh kinh khủng lắm, nhưng mà nó bị đa nhân cách. Những nhân cách càng ác độc của nó thì nó lại càng mạnh, nhưng mà nó lại không có thể điều khiển được những nhân cách đó. Những nhân cách đó rất là độc ác, nhưng mà nó rất là mạnh. Thì chúng ta có thể nào làm cách nào mà có thể biến hóa cái con đó để giúp chúng ta được không? Hiện tại á, là tôi có dùng một cái viên đá. Có viên đá đó, viên đá huyền thoại gì á. Hồi đó tôi đi tìm á, rất là cực khổ. Để gọi là kìm hãm những cái kiểu như là phong ấn lại những cái nhân cách của nó vậy á, bằng một cái vòng tay. Nếu mà tháo cái vòng tay đó ra thì những nhân cách mà ác độc đó sẽ từ từ sẽ xuất hiện ra nữa. Cái nhân cách đó nó bị cái là gì ta, nó sẽ cứ càng ngày càng đẻ ra được nữa. Nó không phải là 10 nhân cách hay 20 nhân cách, mà nó là vô tận nhân cách. Những nhân cách càng sao thì càng mạnh. Lần trước chúng tôi đã chiến đấu, nếu mà tôi không tìm ra được mà cái vòng tay đó là coi như bọn tôi không chừng là thua với lại tên hứa kỳ đó luôn á. Ừ,
ta thấy được sức mạnh của con đó rồi, nhưng mà ta cần phải làm gì đây? Bởi vậy tôi mới hỏi ông nè. Tôi mới hỏi ông á là không biết làm cách nào để có thể mà ta có thể kìm hãm được những cái nhân cách đó mà giúp chúng ta có sức mạnh được của những nhân cách đó không ấy. Kiểu như thả nó ra nhưng mà đừng mà vẫn trong tầm kiểm soát của chúng ta. Ta nghĩ cần một cái thiết bị gì đó có thể điều khiển được nó sao? Chả biết nữa. Có thiết bị gì hay là làm cách nào mà có thể kiểu như mà cái lúc mà nó khùng lên á, hiểu không? Mình có thể khóa nó liền. Nghe cũng khó cho ta, nhưng mà ta sẽ tìm cách chế tạo cái đó. Nhưng mà bị cái nữa là lỡ cái tên mà đa nhân cách đó mà nó đi kết hợp với lại thằng kia thì sao ra? Là bú luôn á. Tại khúc đó là cái thế giới đó là banh chành. Nhưng như vậy thì nó nguy hiểm quá à. Ông vậy thì bởi vậy ông mới làm được cái nào mà nó dạng mà ví dụ mà nó trong tầm kiểm soát của mình, nếu mà nó bất chấp gì là mình khóa nó lại liền á. Được không? Ta nghĩ là được, chỉ cần nó làm cái gì quá vượt tầm kiểm soát thì chúng ta hãy bấm nút để mà đúng rồi, đổi nhân cách liền, đổi nhân cách đó liền. Ta nghĩ ta làm được, nhưng mà cần thời gian để ta đi chế tạo đó. Nhưng mà thời gian chắc cũng lâu á. Ba cái vụ nhân cách này chúng phải một con robot nữa rồi. Nhưng mà vậy. Nhưng mà ông cần đi gặp người đó không? Ta nghĩ ta cũng nên xem qua hắn. Ê, bây giờ theo tôi sẽ dẫn ông qua tới đó đâu. Nhanh lên. Được rồi, bây giờ mình phải qua nhà Danny Benny thôi các bạn. Nếu mà có được sức mạnh của Danny Benny có vẻ như là ổn thỏa hơn đó. Nhanh lên.